As I hold Gal Maraz, I am ready. Administrator of the Celestial Empire. Hi hi hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Trò Chơi về tôi là Delalem. Đây là cả tối trong ngày hôm nay. Tối nay thì chúng ta sẽ trở lại với game Total War Warhammer 3 để chơi cái DLC mới nhất sắp sửa ra mắt. Đó là DLC tên là Shadow of Chains. Và trong DLC này thì mình sẽ có 3 tướng mới cho 3 faction, cho 3 phe mới, cho 3 phe. Đó là đầu tiên sẽ là con Jumbo của phe Kathay, xong rồi cái bản tên gì của phe Kistep. Nhưng mà hôm nay thì chắc là tôi chỉ show cho anh em xem là cái Jumbo của phe Kathay thôi. Và một con nữa là con Changeling. Con Changeling chứ, Changeling, con đó tên là Changeling của phe Ching Chi. Thì ngày hôm nay là tôi sẽ chơi phe này trước đây. Trong 3 cái DLC mới thì có 3 lo mới, thì mình sẽ chơi hero này, chơi lo này. Và DLC này thì anh em rồi bây giờ là có thể reorder với giá là 396k ở trên Steam rồi. Thì đợt này là giá nó có tăng chút đỉnh. Nên là nó lên tới 396k. Rồi, chúng ta sẽ xem phe này nha. Ngọc Long tướng quân. À, quân khởi đầu. Ngọc Long tướng quân cho nên nó có cái con lân Chase Lion, con sư tử. Lại có lính mới là đội Onyx Crowman. Mấy con quạ mà nó cổng tụi kia đi á. Ok, phe này sao? Ngoại giao cộng 20 với lại Rank Kathay. Nghiên cứu cộng 5%, Hero Cap cộng 2 cho bọn Astromancer. Tất cả những cái vùng nào mà mình có trade ấy thì sẽ được soi sáng. Lượng Magic dự trữ là 25, upkeep giảm 30 đối với những đơn vị quạ, sư tử, ngọc sư tử và cái gì? Chess Lion à, Chess Lion chắc là một cái đơn vị cao cấp hơn nữa hả? Có cả Chess Lion nữa. Hello, chào mọi người nha. Chào Thịnh Huy nha, chào Xuân Kiên. Rồi, và chúng ta vào thôi. Ủa quên, tôi không biết là tôi có đang để chế độ Legendary không. Tên lo này Việt hóa có lẽ là Viên Bạch, không biết nữa. Viên Thiệu chứ ai lại là Viên Bạch. Cứ Viên Thiệu mà tán tới cho tôi, Viên Thiệu nha. Viên Thiệu, trời ơi, Viên Bạch ai mà biết, phải nói là Viên Thiệu người ta mới biết. Lo chào các bạn Thành Nguyên nha. Cái này có hồi máu không á hả? Hồi máu thôi. Hồi máu là ý theo cái gì? Là có mấy con pháp sư mà nó có chiêu hồi máu á, thì đó là mình tùy mình chơi theo cái lo gì thì nó sẽ có hồi máu. Lo offline thì sẽ có hồi máu. Mấy lo khác thì đam phép, bút các thứ thôi. A force of jade and steel. Jade and steel. Deep in the heart of the central provinces. Hello, chào Nguyễn Tâm nha. Wei Jin, the jewel in the crown of the Celestial Empire, home to the great Wu Xing Compass. Watched over by its vigilant guardian, the Jade Dragon. Master of the meteor winds. Chào như con nè nha. Anh chơi hết phe chưa hả? Úi dồi ôi, làm sao mà chơi hết được. Game này nó được cái là nó có giá trị chơi lại rất là cao. Mỗi lần mà bạn chơi phe khác là có một cái cơ chế khác, học cách chơi lại từ đầu, nhiệm vụ khác, đối thủ khác. No lies go undetected. No whispers go unheard.
The dragon's eyes are everywhere. À, hôm nay là chúng ta sẽ chơi Viên Thiệu xuyên không qua thế giới Warhammer. Bấm thử xem không có save load là Legendary rồi gì rồi. Cơn này vô đây cái. Thì cái cơ chế của nó vẫn vậy thôi, vẫn là cơ chế âm dương của bên phe Cathay. Phe Cathay mình chơi hết rồi, có hai con Mẹo Trinh với lại Chậu Minh chơi hết rồi. Con này là con mới ra thứ ba. Dưỡng bò objective của chúng ta để chiến thắng trong chiến dịch này ấy, thì mình sẽ phải xây dựng hai trong số bốn cái Astromantic Relay, hai trong số bốn cái công trình. Nó gọi là công trình về tiểu thiên văn học hay cái gì, Astromantic Relay. Thì cụ thể là bốn cái thì nó sẽ nằm ở những cái vị trí này. Một, những cái xoáy xoáy như thế này nè. Hai, và ba, và một cái nữa cũng ở gần gần đâu đây thôi, nằm đâu đây thôi à. Đây, bốn, bốn cái. Thì cái đó là Short Victory. Short Victory mình chỉ cần xây hai trong số bốn cái thôi, chứ không cần phải xây hết bốn cái. Nè, còn trong Long Victory thì nó chỉ ra là cái nào ở chỗ nào luôn, cho nên là tôi biết cái chỗ đó luôn. Nó kêu là xây cái Astromantic Relay ở Hexos, là phía trên này, ở cái đảo mà Red Total Eyes là chỗ này, Star Towers như đâu đâu đây, với lại Southern Sentinels thì chắc là đâu đây. Đó, bốn vị trí của bốn cái, nhưng mà tôi chỉ chơi sọt thôi, sọt campaign thôi, chơi xây hai cái thôi đủ rồi. Nhiệm vụ đi đó cũng khá đơn giản, nhưng mà nhà của mình thì nó lại có hai vùng. Một vùng là ở bên đây, còn một vùng là ở Trung Quốc. Đây là Trung Quốc. Nhà của mình nó có hai vùng, một vùng là ở vùng Calastio Riverland, thì có cái thành Tương Dương ở đây vậy. Cheng Gu có cái thành Tương Dương ở đây. Chỗ này control trừ 17 thì chắc là tôi phải xây một cái tăng control nha. Ở bên đây thì hình như nó không có cái cơ cấu nhà mà âm dương, mà nó chỉ có steel and stone. Steel and stone, hai cái này, hai cái này là dùng để xây, sử dụng cái này để xây level token. Đâu rồi ta? Master stay là cái này, đó là cái cơ chế này. Thì mình sẽ sử dụng steel hoặc là sử dụng stone để mà búp, để mà mua mấy cái búp này á. Ví dụ cái búp này thì sẽ tốn 2 stone, cái búp này thì sẽ tốn 2 steel. Ví dụ búp này đấy, 2 steel thì một tên là tuyển xong quân. Với những cái đơn vị nào mà tuyển quân mà cần nhiều quái thì một tên là tuyển xong quân. Hành động tiếp theo của hero là đảm bảo là sẽ thành công, 2 steel. Còn 2 stone thì mình có giảm tất cả control và corruption về không. Ví dụ như đang âm 90 mấy% rồi, sắp nổi loạn tới nơi rồi, hoặc là corruption 100 rồi, thì mình xài cái búp này một phát là nó sẽ về không, về số mo lại. Còn cái này là sẽ xây dựng ngay lập tức, xây dựng nhanh ngay lập tức luôn, hoàn thành xây dựng. Rust construction, hoàn thành xây dựng ngay lập tức. Ok, sau và phía sau nó còn nhiều cái để mình mua nữa, mà nó sẽ tốn steel and stone. Và đây là những cái, những cái búp mà nó tốn cả hai, nó tốn vừa steel và vừa stone luôn, 33 tốn cả hai luôn. Chúng ta xem có gì hay nè. Hình như là mấy cái màu đỏ là nó sẽ tập trung vào những cái mảng mà quân sự, miễn nhiễm này, miễn nhiễm hình phạt với lại trespass, tăng win, tăng khoảng cách di chuyển, tăng leadership, tăng đàn, tăng hồi quân.
Còn mấy cái màu xanh thì nó chắc là sẽ thiên về xây dựng và kinh tế các thứ. À, thế xài crackdown lên Shangri-La đi không, giảm corruption về không? Ừ, đó cũng là một ý kiến không tồi. Hiện tại đang ở thành Trung Quốc, nó sang Tương Dương của mình nó đang corruption dữ lắm. Corruption chiên chi kinh lắm. Nhiều cái thứ nữa, nhưng mà chừng nào có mình cũng tính được, chứ bây giờ ngồi xem trước cũng thấu steel rồi. Ôi ôi, 7. Phe của bạn sẽ tạo ra 4 cái đồ vật phẩm ngẫu nhiên. À, gì? Ngay lập tức chuyển đổi Yin và Yang. Năm ngàn XP. Cái gì? À, độ tin cậy, độ tín nhiệm chuyển về ngay lập tức vary high. Ví dụ mà đang bị mất chữ tín thì mình có thể sử dụng cái bút này để chuyển về độ tín nhiệm ngay uy tín, chuyển về vary high luôn và không thể bị giảm trong tin này, tức là tha hồ xảo trá. Đang vừa ký kết hòa bình xong quýnh luôn, xong rồi dùng dùng cái này để gọi là tẩy trắng, tẩy trắng, tẩy trắng, tẩy trắng, mặt nạ tẩy trắng. Summon một con Elite Astromancer. Rồi, thì đó là những cái available actions của Steel and Stone. Cái này để tôi xem, quên mất là làm sao để lấy thế này ta. Available token 2. Winning a battle. Để giảm cái này đi một á. À, cứ 5 tên là mình sẽ được thêm token hả? Và mỗi khi mà mình tuyên bố thành lập một cái thành phố là Fortress City hoặc là Commercial District thì bạn sẽ có được thêm một steel và stone cho tới 4. Ok. Tức là bây giờ nó đang max là 2 đúng không? Để mình phải xài. Mình phải xài xong rồi nó mới hồi lại trong vòng 5 tin thì nó sẽ hồi 1, 10 tin thì nó sẽ hồi đủ lại 2. Còn muốn nâng cái max này thì mình sẽ phải nâng thêm thành. Phải có thêm thành. Phải declare một cái thủ phủ nào đó làm Fortress City hoặc là Commercial District thì nó sẽ mới nâng cái số max này lên. Và tối đa là 4. Và tối đa là tối đa là 5 thì nó mới lên được 7 chứ nhỉ. 4 thì làm sao mới lên được 7? Ví dụ ở đây nó chỉ có 2 thôi mà tôi up to 4 rồi thì nó chỉ lên được 6. Rồi, ở cái vùng sang vụ này thì Vampire Rix Corruption hiện tại nó đang làm giảm control tới trừ 6. À, nên chắc là tôi sẽ xài cái stone này luôn. Đây, cái này là cái lạp bàn. Đây, mình sẽ crackdown. Chọn chỗ này. Control và corruption về không. Perform. Làm gì có chỉ số mắc hả? Nhiêu cũng được hả? À, ok. Thế là một tên là mình có thể lấy được từ tối đa là 4 đúng không? Right. Rồi, action shot. Đấy, cái chỗ này là bây giờ là tắt cái này đi nè. Trời. Chị An với lại corruption về không, về số mo hết rồi. Nhưng mà nó lại càng lên thì nó sẽ lại càng trừ nhiều. Rồi. Ở đây mình chưa có gì hết. Nghiên cứu cái này đi, nghiên cứu cái đầu tiên là nó sẽ cộng bằng cách di chuyển và tốc độ hồi quân. Hình như cái này nó không có âm dương cho nên là mình không cần phải cân bằng âm dương à. Không có cần phải cân bằng âm dương. Còn cái này xài luôn đi chứ sao ấy. Hồi
mua quân trong vòng một tinh chắc cũng chưa cần lắm, để dành đi. Ta sẽ xoay cái la bàn này để lấy búp thế nè. Hiện tại thì bây giờ lấy búp non trang ba xin thì không có bốn hướng à. Hướng này là sẽ lấy tăng defensive supply và tốc độ hồi quân. Cái này tăng control. Cái này control mà nếu mà lên tới mức này thì có thể lên control cộng 2. Warpstone Desert thì mình chưa có, nó không có lên cái gì hết. Corruption thì mới giảm hết rồi. Nên chắc là tôi sẽ quay về cái hướng này. Control cộng 1, tiền cộng 15%, magic cộng 40%. Ok. Tốc độ hồi quân hả? Có lẽ chưa cần lắm. Đã đánh nhau gì đâu mà. Và chắc là tôi sẽ cần tuyển một tướng để mình thủ ngay chỗ này. Chú chân nam hay nữ đây bà con? Trong lúc suy nghĩ thì mình sẽ qua bên đây mình đánh cái này trận này trước đi. Đấy, tút bên đây lần và có thể là đi cái xoáy xoáy này đi để đi về này, nhưng mà hành trình nó sẽ mất hai tinh và trong hành trình đó là sẽ không thể nào mà di chuyển, không làm gì được hết á, nói chung là bị kẹt trên biển hai tinh đấy. Rồi ở đây thì mình cũng có một cái nhà Crimson Skull, có hai khu định cư là một vùng này với lại một vùng này. Cái cảng thì xây lên luôn này, cái này xây lên luôn này. Quay ok, xây luôn đi. 1.500 và tiền là 1.900. Hiện tại thì chúng ta chỉ đang đánh nhau với bọn Blue Viper thôi. Chúng rồi tôi sẽ ngó qua cái ngoại giao sau. Thì hiện tại thì mình chỉ đánh nhau với bọn Blue Viper là trên này. Rồi sắp tới là sẽ đánh thằng Hexos với lại thằng Dark Elf ở dưới này. Nam nữ quan trọng gì? Ở quan trọng chứ. Mấy cái con nữ đó là con chưa phép không mẹ. Còn bọn nam kia thì nó mới là... Nó là nam nhân, là melee specialist. Ta sẽ vô ngó quân chút xíu nha. Đây có gì đây? Một con cung thôi hả? Có con này là mới thôi chứ mấy con kia là cũ rồi. Con người chim nó đậu xuống được không? Đậu xuống mình xem nó coi. À, quạ. Ủa? Ủa chứ nó có gấp đứa nào ở đây không ta? Tôi thấy nó hình như nó gấp có đứa nào ấy mà. Hay là chỉ là bụng quẹ đây? Người quẹ. À chỉ là bụng quẹ thôi chứ nó không có gấp mấy cái đứa nào giống như là bọn Vampire Call ha. Với lại con sư tử bằng ngọc. Ngọc Long sư tử, ui sư tử bằng ngọc. Chase Lion, con này đã có nó khả năng xịt lửa hai lần. Được á, đánh trong rừng. Đánh trong rừng chiến tốt. No forest penalty. Chiến trong rừng tốt. Thường là mấy bị là thường mấy con quái to á. Mấy cái con mà tính này là entity ấy thì nó sẽ bị đi búp ở trong rừng. Còn con này thì không. Này không à. Phép chú me phù thủy. Tao bấm deploy tao mới biết nó có phép gì. À Law of Metal. Law of Metal thì cái phép này trước thả băng này cũng được. Và viên thiệu thì có phép
Bắn tên lửa, Law of Light. Wow, 44% damage resistance luôn. Kinh khủng vậy. Rẻ nữa, có 4 mana à. Biến rồng, cái này là nó cũng có chiêu biến thành con rồng xanh, biến thành con ngọc long giống với lại mèo Jin. Mèo Jin cũng biến rồng, Chào Minh cũng biến rồng. Thằng này thì thằng này cũng tương tự, nó cũng có khả năng biến rồng, mà biến rồng thì lại không xài được những cái skill này nha. Biến rồng thì không xài được skill này và cũng không xài được skill này luôn. Nói chung là chỉ có đánh chay chứ không có lẻm gì. Biến rồng thì nó sẽ đánh mạnh hơn. À, còn cái này là chiêu hơi bị xịn luôn đấy. Chiêu này chiêu trấn phái Emperor Executioner. Chiêu này đem hơi bị to. Bên nó mà tướng nó mà đứa nào mà còn khoảng nửa cây á, quốc chiêu này một phát là chết luôn ấy. Chết luôn. Đứa nào nhìn dòng ở dưới kìa. Đứa nào mà máu mà dưới 20% là execute luôn, là chết luôn. Strong versus single combatant. Rồi. Có thôi. Còn dàn bộ binh của mình thì đó, có một Ngọc Long quân. Tôi sẽ chiếm cái vị trí trên này. Chờ tụi nó tới rồi. To defend Cathay, the real wall of Cathay. Is you stand together as we have done. Viên bá, viên bố. Giờ thích viên thiệu được không? Viên thiệu. Viên bạch. Nhiều tên nhỉ. Viên thiệu. Viên thiệu mới chất chứ. Viên gì đâu có chất. Viên thiệu mới chất chơi. Không có hero à? David kỵ binh hả? Ok. Tướng ở đâu rồi? Này tốc độ 75, tốc độ 70. Chết nào hết. Move as wind, bringing harmony, marching as a one, a better position. Positioning is all. Nếu mà tụi nó có hai đội kỵ binh như vậy thôi, mình vô trong rừng mình núp đi. Tướng nó nè, trốn đây à. Spy Master. 27 28. Cái này 6. Bắn bắn vụ nó tới rồi. Má rồng đi á hả? Từ má rồng thì đâu có chơi được chiêu này, không búp được cho quân mình nữa. Với lại đang ở trong rừng thì má rồng đâu có đánh được ai. Đang dụ tụi nó tới. À, bình tĩnh đi. Tụi mày sẽ bị penalty trong rừng, trong khi quân của mình thì không. Come on!
Ấy, kỵ binh nó vô nè. Con này đang quay lại. Ê, chơi nó. Hai đội kỵ binh đây luôn á. Nó còn nhiều đầy máu. Hai cái đào kỵ binh nó cứ quần quần ngoài ngoài. À dạ. Để nó đánh con chim mình đau phết. 45 con. Rồi cho tụi này ra dưỡng thương đi. Còn đám kỵ binh chạy qua chạy lại hồi chết thôi mẹ. Đấy, đã tới lúc xài chiêu này rồi đó. Coi nè. Úi trời ơi, úi rồi máu tụt, chết luôn. Nửa cây là giết được rồi. Xài cái này sao không xài được cái này nữa? Hay là nó sẽ tính cooldown? À, outcome battle outcome xong rồi. Hợp lý không? Quá xịn luôn, trời ơi. Nửa cây là chết. Đừng để tôi gặp phải nửa cây là chết. Hoặc là nếu mà đánh cái trận nào mà mới vừa vô mà tướng nó bị yếu máu ấy, là chết luôn. Là vừa vô là chết luôn. Sao con Ngọc Long nó không bay mạnh vậy, muốn gì nữa mà bay gì nữa. Ngọc Long sư tử mà cánh đâu bay, thịt lửa rồi. Con này đánh cũng mạnh, xuyên giáp 308, đánh lửa nữa chứ, đánh trong rừng được nữa chứ. Trời ơi. Coi lo của Cathay ở đâu hả? Thế Google cái là ra mà. Còn không, ở ngay ở ngoài cái trang giới thiệu ấy là nó cũng có giới thiệu sơ lược về cái phe này, giới thiệu sơ lược về Doan Bo. Tiền thôi. Đồ
Hay quá luôn, trời ơi, sao tôi hên quá vậy? Vừa vô đã lụm được cái đồ ngon rồi, enchanted item, cái đồ này ngon lắm. Mình sẽ summon ra được một con ancestral warriors, cái con đó là con lính lính cấp cuối đó. Còn đó là con khó tuyển lắm á, là con là cái con này. Đâu à, đây, nó là con này. Phải xây cái nhà này mới mua được cái con này đó, mà nó cũng đắt nữa. Trời ơi. Master of the Meteor. Vậy thôi chứ muốn sao nữa. Sorcery. Unbelievable. À, chắc lấy cái này trước đi. Enchanted Metallurgy. Để mình còn lấy mấy cái chiêu. Mấy cái chiêu chấn phái của con Sunman này. Đặt tên gì? Đặt Sunman. Tactical acumen bring victory. Lấy mấy cái spell trước kìa. Spell gì ta? Tên con gái, tên tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Mulan. Ok, hợp lý. Mấy cái ability toàn là buff single target. À hả. Kiểm tra sức mạnh đó nè. Trời. Sao tụi nó mạnh vậy? Hiện tại nó đang đánh bọn này. Mà bọn này không có sát biên giới nó. Mình là cái thằng sát biên giới với thằng này, là mình sẽ là cái thằng mà người phải đánh với nó nhiều ấy. Thì nó còn đất ở bên này, trên với lại trên phía trên kia. Tổng cộng là ba khu dân cư. Tổng cộng là có 3 khu định cư, mà sức mạnh nó tới 8 luôn. Sao? Sao mà sức mạnh nó tới 8 luôn? Bây giờ là tôi cần phải chiếm 2 Sentinel và đưa quân qua vùng này. Chỗ này thì mới bấm xây nhà một phát rồi. Mà quân đồn trú thì không có. Sợ nó đi ngang qua nó lụm mất. Hay là để xây sau nhỉ? Giờ đi ngang qua nó lụm cái ổn. Để đó đi. Này nó còn quân mình ở đây đứng đằng sau. Ở đây thì lại không có quân đồn trú, đi ngang qua nó lụm mất. Ok, mua thêm mỗi được một con. Thêm một con. Này nó có đi tới đâu, nhưng mà nó sẽ đi tới, đi trước mình. Nó không đi tới nhưng mà nó sẽ đi tới trước mình. Liều thì xây thôi. Tôi thích liều thì xây thôi. Ở đây thì tạm thời mình chưa có đánh nhau với bọn này. Phía xung quanh là có vampire. Trời ơi, bên đây mà có vampire. Thường là tôi ít chơi, lần đầu tiên mà tôi chơi mà cái map Immortal Empire mà tôi chơi cái vùng bên này luôn á, cho nên là nhìn địa hình nó cũng hơi, nói chung là họ nhìn địa hình nó không quen, mình không có quen thủy thổ của này, nhìn nó lạ quá. Còn đợt trước là chơi nhưng mà chơi cái map map khác, map nhỏ nhỏ hơn. Lần này qua nhìn map này không quen, map này nhìn vị trí có vẻ như đang ở Tương Dương, vậy là nạn cao ở trên này. Mèo chinh ở trên này nè, tường thành nè, tường thành ở phút trên này, mèo chinh ở trên này, mèo minh ở đâu thì chưa biết, mà tôi sẽ tuyển một lò ở đây luôn, mình thủ ở đây. Từ từ, leadership, tổng khi đánh nhau với Warrior Terror ở Demon of Chaos. Ghost Door và Noske. Ammo, Melee Attack, Weapon Strength. Melee Attack 7.
Hình như mấy cái đứa tướng này nè, nó có chiêu, nó không có phải là theo lore, mà nó theo, nó sẽ theo cái hệ là lore của Katay ấy. Mới vô là có cái chiêu xịt lửa của bắp đó, nó sẽ theo lore của Katay, mà cái lore của Katay thì mới đầu vô nó hơi phèn. Để tôi nhớ là để mình kiếm lại coi. Lore Katay mạnh không? Lore of Katay đâu rồi? Lore of Yin hoặc là Lore of Yang. Yin hoặc Yang. Cái này nữa. Nếu mà chọn con tướng Yin ấy, con Yang thì nó lại có cái này, Dragon Break, cái chiêu này yếu lắm. Cây siêu búp. Âm thì có cái này giảm speed. Trời ơi, Ancestral Warriors Vortex là cái chiêu này, nhưng mà lâu lắm mới được mấy chiêu này. Blossom Wind. Constellation of the Dragon mạnh. Constellation of the Dragon. Cái này mạnh đúng không? Mạnh. Chiêu này cũng mạnh mà. Halun of Night này cũng mạnh này. Cái đợt trước hình như Mẹo Trinh có chiêu chiêu này nè. Chiêu lấy cái bàn tay đập đập này mạnh này. Đó, chắc tôi sẽ chơi Lord of Jin đi. Jin đi. Tại trước giờ chơi Katay là chơi Lord of Yang hơi nhiều. Đợt này mình chơi Jin đi. Enemy leadership trừ 2. Poison attack. No. Đầu game ông đánh với mấy con vampire bên đất Katay là xài lob gen thổi lửa mà. Ok, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ô, nó có còn control cộng 2 nữa này, được luôn. Đây luôn. Đánh con này và thổi lửa. Này sẽ leo. Xuân rảnh. Hoặc phải xuân rảnh. Tuyển sát thủ hả? Cái này chỉ có hai người thôi, một là Alchemist hay là Astromancer thôi. Để làm gì có sát thủ, là phải con này là kiểu sát thủ này, Hero Assassin này. Nhưng mà phải xây cái nhà thả lồng đèn mới được. Và cái mục tiêu mà tôi sẽ giữ cái thành sen của bên đây ấy là để mình sử dụng để mình giao thương với lại mấy phe xung quanh thôi, chứ cũng không có mở rộng bên đây. Bên đây chỉ thủ thôi. Bên đây mở rộng thì cũng phải hơi khó nha. Để điều mấy đứa xung quanh ra. Đúng. Darkness comes. The Celestial continue working with me. Chào mình. Shang-Yan will be a haven for you. Trade xong là mình nhìn thấy hết tụi nó luôn ấy. Cái này được cái là mình trade với đứa nào ấy, là mình sẽ thấy hết đất của nó luôn. May the master of the Celestial Winds guide. Agreed. Attention. Được luôn. Ui rồi ui. Ai là Katay là cứ chơi hết. Pardon my lack of nuance. I am a warrior. Compact. Đấy, mở sáng lên phần đất. Không cần phải chính xác. Let us manifest a better destiny. For the a charge. Carve and grind. Xung quanh đây có một câu tút chưa nhỉ? Chưa. The
Trời, mấy đứa khác nó thấy mình chơi với lại những cái nhà ca thay á, ví dụ thằng này nó thấy nó ghét mình nè. Hồi nãy là đang dương đúng không? Cái này là không đánh nhau. Lên mây nằm đâu rồi đây? What? Who dares disturb my great works? Ờ, chỉ tạm cái này cũng được. At last. Không có nhu cầu đánh bọn ở đây nên là cứ ký tạm với tụi nó cái này đi. Bọn này à, bọn này thì ở bên châu Mỹ. Được luôn. À, tôi không nhớ nhà bọn Grand May nè nằm đâu, nhưng mà hình như là nó không có nằm ở trong những cái vị trí mà mình sắp đánh sắp tới. Mình cứ ký với nó đi. Ông không đánh nó corrupt đất ông hoài quá hả? Để tôi ca thay kia đánh mặt chứ mình phải đánh. Mẹo chinh đâu, mấy đứa mạnh mạnh đâu, qua đó quánh đi. Mình bận đang đi đánh chinh phạt ở đây rồi. Thực ra cuộc chiến của chúng ta là sẽ tập trung ở đây này, còn bên kia là thủ rồi. Không có đủ lực để mà phát triển cả hai mặt á. Nên là đánh một bên thủ một bên thôi. Thằng này nếu mà ngay từ đầu mà mình có thể là ký hiệp ước với nó cũng được ấy. 1.700. Dạ. Này mốt nó mạnh lắm. Nếu mà ký được hiệp định với lại thằng cốc Passamundi này thì tôi có thể tập trung quân mình đánh về những cái đảo phía dưới nam. Đánh bọn đắc eo được. Sau khi ý là sau khi đánh hết những vùng trên này thì chúng ta có thể tập trung đánh xuống dưới đây, nhưng mà chi phí ban đầu là 1.700. Thì nói chung là nó cũng xứng đáng để mà bỏ ra đó. Rồi, vậy đây. Thằng này thì nó sẽ lại không thích mình. Em nằm. The nation calls. Mà tôi vẫn sợ bọn bọn thằng lằn hơn là bọn người. Cho nên là mình cứ hòa tụi nó trước đi. Ok, tiếp theo sẽ là đi con đường tơ lụa. Tôi sẽ tuyển một đoàn caravan. Tuyển đoàn này. Này có hai con tỉ bay. Này thì có súng, có cung, có nhiều lính hơn nữa nè. Rồi, bây giờ sẽ đi trade ở địa điểm. Đây là số lượng hàng hóa tối đa mình có thể mang đi là 1.000. Xong rồi chọn địa điểm. Thì chắc là tôi sẽ trade với lại chợ Minh trước. Tại vì mình khi mà mình mang đoàn thương gia đi, mình đoàn buôn đi trade với phe nào ấy, là mình sẽ được cộng thêm ngoại giao, điểm ngoại giao với phe đó. Nên là tôi sẽ trade với thằng này trước. Không có thể là sẽ trade với thằng GoTut. Trade với phe nào là được tăng điểm ngoại giao với phe đó. What? Đây cơ mà. Thời gian sẽ là 6 tên. 1.000. Và sẽ mang về bao nhiêu? Tiền vốn là 1.000. Cost 1.000. Mang về được. Hình như nó sẽ chơi, nó sẽ đi theo cái route này, nó sẽ gọi là nó đi theo cái route này. 3.800. Destination là Kazakh Azakar, chứ không có tới ở chỗ này. Nó sẽ đi ngang qua đây luôn. À, là đi buôn qua nhiều nước luôn ấy, xong rồi mới đi về. Ừ, Kazakh Azakar. Cái gì? This 400 vậy. 400 thì mình được có 1.300 thôi hả? Hay là xây cái nhà này sau đi, để giữ tiền lại xây cái nhà này sau đi. Nhà này xây sau đi. Để giữ tiền lại đi buôn nè. Đi buôn nó lời hơn, bỏ một vốn lời 3 lần mà. Năm tên thôi.
mới đầu chơi với VC trước, nó cho cái kiếm hút máu. Ý hả? VC là con này hả? Con này. Bản này không bạn? Ồ, gô su vô rồi chỉ chơi chơi với lại VC luôn kìa. À, nó cho cái kiếm hút máu thì đúng rồi đó, mình cứ mỗi lần mình chơi với một phe, đừng có chơi trùng trùng. Mỗi lần mình chơi với một phe là nó sẽ cộng ngoại giao và nó còn cho đồ tím nữa. Mỗi lần chơi xong với một phe nào nó sẽ cho đồ tím. Bây giờ phe này cho cái gì? Cho kiếm hút máu luôn hả? Ghê à. Ok. Tranh thủ mà ban đầu mà chưa đánh nhau với phe nào bên phía Tây này đường đi nó vẫn còn an toàn thì ừ. Chơi với lại thằng ba cà rồng cũng được. Dispatch. Đấy. Ok, tên đầu tiên xong, không còn việc gì để làm nữa. Chơi với nhà của thằng Vlad cho cái kiếm tím. Được 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 được. 276 nước luôn, trời ơi. Có thua gì đâu, là số nước hiện tại trên thế giới đó. Đó thấy chưa? Đấy, bọn nó ở đây đông lắm, nó mà thấy mình xây nhà là nó qua nó hút một cái một luôn. Gì vậy trời? Vừa vô bị bọn neo quất rồi. Cái này là đoàn thương của mình bị đánh. Đi buôn cũng không yên nữa. Mới tên đầu bị đánh rồi mà tuyến buôn này là nó an toàn mà. Tuyến buôn này nó hơi vàng chứ không phải mà cũng không đến nổi luôn. Remember your training. Trust in the dragons. And victory shall be certain. Hiểu chưa? I am prepared. The path is set. I am hail of Hades. Chiến. Fury. Without fail. I will claim it. Defenders of Cafe, Jade Lancers, Zhenyang Faithful, Warriors! Defend the realm! Guided by ancestors! Never conquered! For Cafe! Restore order! Seeking Cafe's throne! Warriors! Never conquered! Praise the dragons! Bringing harmony. Praise the dragons! Naturally! Iron Hail Goddess! Praise the dragon! Order and balance! Yes! The Emperor! Đúng rồi, lên chọt đó. Rồi xong. Bắn tới chết. Nó đang buông mà còn lính còn xịn cho mình đâu, còn buông để có súng rồi.
Nó đánh vậy cũng tốt, mình lại có thêm tiền. Thêm tiền lại vừa thêm được lên level nữa. 275 sen. Mua được unit lên 5 luôn. Gắt rồi. Natural authority. Đang có búp gì ghê vậy? Mua được unit rank 5 luôn. Con này có búp gì không? Ở đâu ra mà cho mình mua unit rank 5 ngon vậy? Wind Shaper. Mới tin đầu là mua được rank 2. Mua được rank 5. Là do cái bút của cái vùng đó đó. Bút của cái vùng đó. Hình như cái nhà này. Rồi. Nhà này cộng 2 run. Nhà này cộng 2 run. Là run 4 rồi chứ. Shaper of the Eight Winds. Hai đúng không? Xong rồi run 4. Xong rồi ví dụ như con này nó có thêm cái tray mà cộng thêm một rank nữa. Chạy. Nào, tuyển quân qua đây. Vừa đi vừa mua quân. Đó là ở hai nơi khác nhau. Ừ thì con này nó giống như là Marcus đấy. Ở đây mình cũng Marcus này. Hai đứa bị đầy đây. Hai đứa bị đầy ra đây đi săn thằng lằn này, chắc khoan xây xây phát là nó lượm liền luôn. Đây là cái là nó lượm luôn. Đập đất 7 7 7 là 14, mình có 13 11, hai con này nữa mới là 13. Okay. The celestial sorceress. Hunts Marshal. Obey. Wolfheart. Let's get on with this. Fearless. Này đang đánh nhau với chuột. Nó thích mình vì mình cũng đang đánh nhau với Viper. Được. Gì đâu tôi biết mà, thằng này nó sẽ mạnh mà, thằng này nó sẽ trở nên mạnh rồi. Nó đâu, nó không có nằm trong cái bảng này ta. Phải nằm trong cái bảng này chứ. Đây nè. Hai trăm bảy mươi sáu nước, đâu có thua gì các nước trên thế giới hiện tại đâu, thậm chí còn hơn nữa. Tổng các nước trên thế giới bây giờ chắc đâu tới 200 nước nhỉ, 170 mấy nước. Ngon ngon luôn. Lấy thêm hai con kích nữa để chống bọn để chống cái bọn ogre. Cái này là bốn cái hướng của cái là bạn. Đây nó vẫn đang bị khóa. Mình phải xây để mở khóa nó thì phải xây tới cái vùng landmark và phải xây cái astromantic relay trong cái bản nhiệm vụ ấy để mới mở được cái này. Ví dụ như cái này thì nó sẽ ở red Tutorial Ice. Là cái này nó cộng roll. Cái này nó cộng run. Cộng SP. Thousand Sentinel.
Cái này là hết shot là phía trên để giảm tiêu hao. Còn cái này là Star Tower. Cái mà tôi muốn chiếm đầu tiên nó sẽ là vùng này. Ở đây nè. Break Total Ice. Thì nó sẽ mở khóa được. Nó sẽ mở khóa cái nó mở khóa cái này. Tăng roll trên toàn bộ tất cả các vùng luôn, giảm phí xây dựng cái thứ. Mà tụi nó đâu rồi? Tụi nó trốn đi đâu rồi? Tụi nó trốn đi đâu rồi? Time is lacking. Quá nhờ. Hai cái Astromantic đầu ở ngay vùng cả thay luôn. Đâu có. Bốn cái nằm đây hết mà. Đâu có cái nào ở bên kia đâu. Bốn cái nằm đây hết mà. À, hay là có nhiều cái. Đây có cái nào không? Xem nó có cái xoáy xoáy nào không anh em? Có thấy cái xoáy xoáy nào đâu? Nó nằm này, nằm bên châu Mỹ không mẹ? Bên đây không thấy. Có. Rồi. Quay lại cái vấn đề chính là tụi nó đâu rồi? Có thể là nó mai phục ở đây chứ. Không thể nào tụi nó đột nhiên tụi nó lại biến mất. Chơi liều luôn. Ơ, vô đây luôn. Ừ, rồi. Đây. Liều luôn. Liều ăn nhiều. Ai, mua thêm hai con nữa. Tinh mua thêm hai con nữa. Tiền cờ 1121. Ok. Nghèo luôn. Nghèo rồi, phải đi xin đểu mới được. Một thằng đào hầm nó đang tuyển quân này. Đang mustering này. Mua thêm quân. Thế là trong đây có 6 nữa. Thì coi như nó tầm mười mấy đây. Ồ. Oh. Em bọn mày khá đông nhỉ. Plans are afoot. Thằng đang cắm trại. Thêm 6 nữa đánh không được. Governor, an executioner. First move a mountain for me. We require a balance of force and skill. The Jade Dragon. Zogoth. Keeper of Wuxing. Giờ ra ngoài phục kích. Mua thêm một lo nữa, rẻ rẻ thôi. Cần mua đại thằng nào đó cắm đây. Công sung chuẩn. Có cái ngọc tuyển lính ngay lập tức không hả? Tuyển lính ngay lập tức đánh mà tụi nó đánh như thế này thì cũng sẽ thương vong nhiều lắm. Tụi nó tới 20 unit nó tập tụ là một chỗ lần. Chứ là bây giờ tôi phải đánh được thằng đã. Chỗ này đây dụ nó phải tung tung rẫn. Celestial command. Natural authority. Tiền mua đây à? Chịu vậy.
À, mai phục rượu nó ra chứ, đúng rồi. Mai phục ở đây rượu nó ra. Ủa, chưa. 80%. An idea, fools. Lo này có cầm cân bằng dương khi xây nhà không á? Hình như không bạn ơi. Khỏe cái vậy á. Hình như không cần cân bằng âm dương. Lo này chơi Stone and Steel. Aha, như tôi dự đoán. Đông vậy. Nhưng mà vẫn đỡ hơn mình tách được cái đạo quân đồn trú của nó ra. Chiến như thế này thì nó lại hợp lý. Hai đội kỵ binh, ba đội kỵ binh. Cung. Hai thằng. Hai con ọc bot. Ok. Perfect. Mấy cái xe đồ mình có Jin Yang hình như không ảnh hưởng, không thấy có ảnh hưởng. Đúng là có Jin Yang nhưng mà hình như không cần phải cân bằng. Còn mày từ đây tới à? Chết cho bay rồi. Nó thì đập thằng này trước. 1:58 nó mới tới. Hơi lâu à? 1:58 nó mới tới, tưởng nó tới liền. Men of Cathay, together we shall reduce these foes to a red mist. The better to water our fields and trouble our families no more. Move in formation! Dead warriors! Và tôi đoán là chắc là bọn này nó cũng sẽ ngồi yên, nó chờ nó hội quân. Chờ nó hội quân với đám kia. Mình sẽ đánh cái bọn này trước. Ôi trời ơi, hai lần sử dụng cơ đấy, chứ không phải một lần luôn, hai lần. Cái này xài được hai lần luôn, quá đã. À, EU go rồi hả? Tới đây nè. Này trong đây đi. Defenders of Cathay! Warriors! Never conquer! Together, solid as a jet! Master of meteor wind! Wind and fire! Bureaucrat and warrior! Dead warriors! Home as wind! Emperor's executioner! Ở đây mấy cung. Blessings of Jade.
Khan's faithful. Acolyte of secrets. Spears! Immediately! Never conquered! Store and steal! The day is done! They will perish! Chết này. Dứt. Chết một thằng. Tập. Chỗ này đánh xong rồi thì lên đây, cái này còn 10 giây nữa là tôi lại gọi ra được một đội Ancestral nữa. Đội này còn 59, đội này còn 58. Lắm. Đuổi giết không cho đứa nào chạy về thành hết. Giết sạch. Đúng là đại tướng quân đúng không? Chuyên chảm hero luôn. Mà mỗi trận thì chảm một tướng thôi chứ không có chảm được ba tướng như Quan Vũ. Cái gì? Ờ, Agro Boy á. Agro... Agro... Cung. À, ok. Đúng, 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 đúng. Nó đó. Chết. Cứ đi mua chè ăn đây. Cái gì? Cặp cái. Cái này. Cái này dấu găng. Ừ. Ok vậy. Sao? Em còn chị chưa ăn hết mà. Không ăn à?
Dạ, rồi chết sạch luôn. Hút tiền theo được cái tiền lên level 4. Nó đuổi tụi nó còn được mấy thằng. Tại vì đó kỵ binh cũng còn lấy thêm 570. Ở cái này là cái sự kiện về với lại tụi OG, nếu mà mình cho tụi nó ăn một con ấy thì mình sẽ được tới 40 điểm thiện cảm với tụi nó lận, nên là mình đành phải hy sinh một con thôi. Nói chung là những sự kiện này, là những sự kiện tốt, những cái event tốt. Reset xong. Bây giờ tôi sẽ nâng thêm tên đạn, đặt thêm reroute rank cho bọn Pison. The Imperial bureaucracy awaits our command. Celestial General Zagoff. First among warriors. Đánh xong nó lại chạy mất. March for your rations. For Grand Cathay. Yen Bo. Reports on the state of the defenses. Bye. Now. It is a burden being an executioner, but one I do not shirk. Thôi, vậy đi nhiêu đó là đủ rồi. À, bọn kia nữa. Eye of the Emperor. Hả? Kéo con này đánh cho nó chạy hả? Đánh không lại. Nè, giờ mới đánh cái này, khoan từ từ. Lên level phát đi. The Emperor's Architect. Một cái là đúp búp đem AP, còn một cái là búp đem lửa với lại đem phép, còn một cái là đánh độc. Độc chỉ búp cho được một con thôi. Cái này cũng chỉ búp cho được một con thôi. Cái này cũng có magic attack nữa. Chỉ có lửa. Búp cho có một con thì hơi ít hay. Phép. The Celestial Commands. Lụm thành của nó luôn. My effectiveness could be increased. Nó sẽ có một cái sự kiện nó cho mình là giữ sen vũ, giữ lại tương dương, hoặc là đổi tương dương lấy 20.000. Không, mình sẽ giữ lại tương dương để cái chỗ đó để làm cái chỗ đi chơi chứ. Trời, mất cái chỗ đó là khỏi đi chơi luôn ấy. Giữ lại Warsay khiến đem resistance 20%, melee defense 4. Sorcery through me. Con này, con đó nó đang ở dưới thuyền luôn. Humility in all things. Anh thử xem kích động phe khác đánh nhau được không?
Không có. Cái này đâu có cái cơ chế đó. Cơ chế đó là của hai eo mẹ. Eo hoặc là hình như Empire cũng có. Chứ phe này làm gì có cái cơ chế mà kích động hai bên đánh nhau. Ok, có được một ít tiền rồi. Mua thêm lính. Xem có gì mới không. The Empire. Carve and grind. Celeste. Who calls? Cái gì mới? Windshaper. Trời ơi, tới 5 cái xác lệnh luôn. Control này, Research này, Melee Defense cộng 7 và giảm Corruption, giảm di chuyển, Root mình cap cộng 1. Này thôi. Ba cộng một rồi. For Cathay. Governor, an executioner. Ông Châu Lơ có cảnh con quả dễ dàng kiếp phá rối thì đó là phe khác chứ không phải phe này đâu. Cái phe cái thằng Chen Galing thì nó có nhiều giải dạng đúng không? Tôi cũng chưa xem cái phe đó như thế nào, nhưng mà hình như là cái cấu trúc mà xây nhà của nó là có cái xây nhà kiểu xây cái giáo phái ẩn dưới nhà của nhà tụi tụi khác ấy, giống như bọn chuột á. Ừ. Cái bọn đó xuất phát ở bên bên đất Empire. General of the Celestial Host. Này đi đâu rồi, tôi có quân đồn trú, tôi không sợ tụi này nữa, mình có 6 quân đồn trú ở đây rồi. Ở đây làm thêm cái nhà. Patron. Nhà control, nhưng mà cái nhà thuộc hệ bên hồi quân nè. Xong rồi tiếp theo là mình tiến thẳng tới Pahuax. That location seems wise. Move upon my order. General. Master of the meteor winds. In orderly fashion, go. The Jade Dragon. Rồi, chúng nó sẽ không về tích viện kịp. Em này thì lại mua thêm quân. The Dragon Blooded. What? Đợi chút đi. Chút nữa có tiền thì mình lại mua thêm một đoàn giao thương mới. Còn bây giờ cứ chờ nó giao thương xong đây. Control cộng B hoặc là à, có cái chết hả? Cái chết ngon luôn ấy. Trời. Dính cái chết leadership trừ 3 được cộng 2000. Thôi. Cái này là cái chết rồi. Theo lịch leader. Ừ.
Một thằng bị chết rồi, caravan xong. Có cái trade control cộng 3. Ghê vậy. Frenzy à, hút máu, hồi máu 0.10% một giây. Đây là tách cộng 4. Và đeo vô thì nó sẽ bị dính Vampire Corruption cộng 4 trong cái tình đó. Thì khi nào đánh nhau thì mình đeo. Không đánh thì cởi ra. Còn cùng lắm thì lại dùng cái steel để mà reset nó lại thôi. À stone chứ hả? Stone. So much to do. Hôm nay đầu tiên tôi sẽ lấy cái chiêu Metal Sitting giúp. Để nó có cái passy, mỗi khi mà mình cắt phép ấy là nó búp đem. Búp đem cho toàn bộ cho toàn bộ mọi người luôn. À, để đi trade thêm cái, tạo thêm một cái đàn thương nữa. Nãy tôi đang định mua con này luôn, sợ nó thay con khác. Này có 4 ngựa ngon, quân đông. Rút còn con kia đi, 2 tên thì nó mới về tới nhà. Này mình đang có tiền này, 1.000. Trade tuyến này xong rồi bây giờ sẽ đi tuyến tuyến nào ngon anh em? Yêu mình 3.800. Cái tuyến mà chơi với bọn lùng để đi sau đi ha. Chơi với mấy đứa mà bên hướng này. Cái này có vẻ ổn. Ngày này tôi mới tăng ngoại giao với nó xong. Tính ra em dùng steel để đổi ngọc quan stone. Để đổi ngọc quan stone. Không hiểu là gì không hiểu. Thì chơi với lại Orthodoxy coi. Hay là tôi nhớ Empire là có cái đồ gì cũng ngon lắm ấy. Empire đi ha. Adapt. Đấy. Đổi qua Ngọc Stone. Đổi qua Ngọc Stone. Đổi sao? Chưa biết đổi luôn. Bây giờ mình đang có 4 cục này mà có không có đang có 2 cục này. Không có cục nào, không có cục ngọc nào. Đổi kiểu gì? À. 2 viên steel, dùng 2 steel là nó pending 1 stone và ngược lại không? Ờ, vậy luôn hả? Trong này đâu có nói gì đâu. Steel token được sử dụng để xài mấy cái action upon which they transfer into stone. À, xài 2 nó đổi qua 2 lại. Thế thì xài xài cái gì vậy? Fortress City. Campaign Movement. Cho đội này. Đấy. Đạn dược thêm 50%, khoảng cách di chuyển thêm 20, leadership cộng 10 khi ở vùng đất của địch. Hồi quân khi ở đất của địch luôn. Được lương, được lương, được lương, được lương. Thế này nó sẽ chuyển qua đây. À, ok, ok, hiểu rồi. Ra là vậy. Governor, an executioner. Lầm thôi, lầm cái thành ha. Ôi trời ơi, cái thành chút ép như vậy mà cũng medium. Đánh. Cái vùng đất của Orthodoxy là nó sẽ có cái Frozen Landing. Frozen Landing lấy cái giáp cộng 40 sao resistance. Frozen Landing là của tụi Noske trên kia chứ ha.
đi Marenburg thì sẽ cho con follower 20% income trade. Đời ơi, đã vậy. Vô đánh luôn nè. Không cần phải ngồi xây cái gì hết. Soldiers, I will not tell you. The Emperor is watching. Because I know you already give your utmost. Rồi nó bắn tới. Grand Cathay. The Celestial Faithful. Emperor's executioner. Yeah. Ngon ta. Cho rồng của mình lên đây quẩy cái này. Hả? Nó chạy đi đâu hết rồi? À, và tôi vẫn xài được mấy cái đồ này. Ý hí. Ủa? Rồi đâu có xài được đâu. Cái này nó để sai rồi, cái này để biến người lại mới được. Ok thôi, cứ để cho rồng quẩy túc chút đi. Cái nào lên thì chim bay tới giết. Cho quân mình lên luôn. À. Tôi biến người lại cái để mình thả con này ra đây đã. Come on, cái gì vậy? Rồi đi ra chỗ khác đi, cho cái đèo Ancestral đó đánh rồi đó.
kiếm chỗ khác tôi đứng đây đi. Hơi trễ nhưng mà có còn hơn không. Cảm ơn bạn Việt Đoàn vừa đăng ký kênh nha. Rồi, nhảy vô đây quẩy nữa là thắng. Income trade tariff tới à? À vậy cũng đâu được bao nhiêu. Leadership cộng 5 khi đánh nhau với lại Rinskin. Toastmaster giảm upkeep cho Chase Warrior. Giảm cooldown à? Một cái cuộn giấy. Well, cái này. Governor, an executioner. Sao cái lão này bấm cũng được đi. Bấm vô đây thì được. Service is every Cathayan's duty. Lên nhà cấp 2. The Emperor's architect. Nè, tôi bắt đầu tôi mua được lính Chase Warrior rồi. Thì 1, 2 chắc là tôi mình dồn mấy con này lại luôn đi để chỗ mua mấy con khác. More warriors mean fewer farmers. Yes. So Moors chosen. The Empire. Child of the Nine. Vậy đi cũng được. Trong đám này có một đám là The Center Lord of Jinsen. Mai cà rồng này đâu. Vampire Cow Rebel.
I am Vlad von Kast. Ok. Chính sách ngoại giao đu dây. Ai cũng hoài hết. Còn dư được tới 900 tiền. Chỗ này nó có cái nhà lính nên mình tuyển được mấy cái con Chase Warriors luôn. Phải xây, khỏe quá, quá đã. Sướng. Đó là mua khoảng tầm chừng 5-6 con Chase Warriors để đổi bọn Spearwell. Ông hòa với mấy thằng Vampire Rebel thì mất lòng mấy thằng Cathay, nó cũng trừ không bao nhiêu điểm hết, tại vì mình chỉ ký cái hiệp ước không xâm phạm thôi. Đủ để mà xây dựng cái chỗ tương dương mạnh lên. Thêm quân. À, đây thêm lính kích. Action Red Eye, xong rồi chút nữa biết chơi sao không? Thằng nào không? À, chút nữa mình sẽ chơi cái chiêu này. Mình sẽ chơi cái chiêu này nè. Từ đâu rồi? Cái gì? 5.000 kinh nghiệm nữa. Max up J phải 5 điểm mới được. Phải 5 cục mới được. Mình sẽ chơi cái chiêu này. Nếu mà có đủ ngọc á, chơi cái chiêu này không có bị mất uy tín. Đang hòa với này, đột ngột tuyên chiến liền, nhưng mà không bị mất uy tín. Sorcery through me. 7-7-14. 7-7-14, mua thêm hai con này nữa đi, 19-5. Chơi trò tẩy trắng. Đột ngột tuyên chiến liền nhưng mà không mất uy tín. 2-2-2. Vậy thôi chứ muốn sao nữa. Con này thì hết tiền rồi. Mua lo bồ. Mua lo bồ đi, mua ở nhà một ít lính gì nữa chứ để thằng nào đánh nữa. Một ít lính Chase Warriors để thủ nhà. Đây là cái lão thương gia, thương nhân. Tôi sẽ tăng giảm khả năng bị ambush đi. Giảm tới 50%, vẫn còn nữa. Tăng số lượng hàng, tăng giá trị hàng, tăng số lượng hàng gì đều được. Tăng cap lên 15%. Mua lo bồ hết tuần sau hết tiền. Con này 100 mà, con này có 100 mà, con kia thêm 100 đúng không? Con này 103 thì cũng đâu có hết được. Không hết được đâu. Không hết được đâu. Hết thì đi vay nợ. Yeah, chị đại tới cho tiền, chơi. Cuối cùng cũng đã gặp được chị đại. Cái này mình không cần phải cân bằng âm dương cho nên nghiên cứu đâu cũng được. Thêm 10% tên đạn. The Imperial bureaucracy awaits our command. Con sói. Ui. Governor, an executioner. Tạm thời thì trong một tên tôi cũng không thể nào đánh tới được. Mình đành ra đây đứng nấp đây vậy. Rồi. Còn 1.400, còn 74 đồng thôi. Mua nhiêu đó thôi, hết tiền rồi. Con này nữa là âm tiền luôn nè.
Shaper of the Eight Winds. Anh chị đại. Miao Ying. Chị đại chơi rồi. Celestial on behalf of Cathay. Welcome. Dragon. Đám Diester Lord of Jin Shen nó xác nhập được không hả? Cái bọn nào? Cái bọn Cathay thì nếu hơn thì xác nhập được ấy. Bọn Cathay nhất là mấy cái bọn Minor Faction ấy. Thì nếu mà mình đủ quan hệ với tụi nó thì có thể nó xác nhập ấy. Ê, bọn kia muốn gì? Giờ quên coi bọn này nó có đánh nhau với ai không? Thằng kia nó qua giành với mình kìa. Con Blue Viper này nó đang đánh với lại bọn Bloodhole Coven nữa, nó đẻ hạm đội nữa nè, nó đang định qua nó giành với mình, nhưng mà xin lỗi, tôi hốt trước rồi. Xa vậy? Nhiệm vụ gì xa vậy chứ? Tay la bàn trước cái nè. Control còn 2, cái này nó full rồi nên không có tăng được nữa, cho mình chỉ tăng được cái này. Lấy Ray Passion. Tăng tốc độ hồi quân lên. Nếu mà max thì có thể lên tới 10%. Những cái vùng của Cathay. The Celestial Commands. Cái vũ khí đâu? Trả đây chứ ai cho ông kia đeo. Vớ vẩn. Tùy tùng. My effectiveness could be increased. Ha ha, đeo vô. Ui giời, con đánh cởi 14 unit. Đánh. Cái đám ở nhà nuôi cũng tốn 1.500. Ừ. Trời ơi, làm trận nào. Nuôi nhưng mà mình để còn cái đất đó để còn nâng cái chỗ đi chơi, để còn làm cái chỗ đi buôn bán này nọ chứ. Chứ mà mất cái đất đó là không chơi được với cả đám Cathay luôn ấy. Mất chơi với cả đám Cathay luôn ấy. Không còn đi buôn nữa chứ. Nên là thành đó là phải bảo vệ nghiêm ngặt. Binh kỵ binh rồi. Thoughts in harmony. Master of Meteor Winds. Come on, Ali. Chase the dragons. Whatever is required. Cũng cố gắng đầu tư được cho hai đạo full stack đó. Đạo ở Trung Quốc, một đạo ở châu Mỹ. Thì hình này chống chạy thuận lợi cho nó quá. Đeo giảm trừ 60. Sống rồi hả? Đánh một phát. Búp. Rồi. Anh tức lắm rồi. Đánh cho nó vài phát. Chọc giận nó. Acolyte
Tầm này hút thêm chút xíu nữa thôi xong rồi xài chiêu này là chết, Executioner là chết. Có một đạo kỵ binh nữa trốn đâu đây hả? Đẹp nó, đúng rồi. Solo mày. Go. Chết. Chết đi bạn ơi. Con này chơi kỵ hay chơi cung thì hợp vậy hả? Chơi súng. Chơi súng với chơi pháo. Tôi lên súng với lên pháo. Hai nhân sen. Cam di chuyển 10, giảm attrition. Perfect Vigor. Không biết mệt mỏi là gì và có con ngựa cho con Mulan. Này. Sỏi. Dragon. Cho xăng. À, đầu tiên là Lightning Strike trước. Thằng này nó còn 3 unit thì tí hồi nó sẽ đâm đầu. Mua một con nữa được rồi. Một con nữa thôi đủ. 514 đồng. Còn để dành tiền nữa. Hai cái vùng này thì tôi sẽ nâng cái vùng cản trước đi. Để mình nâng cản. Này có được chưa? Chưa.
mà thật ra là có gì chơi nấy. Chứ làm gì có cái lựa chọn thì chơi cái gì. Thật ra là có gì là chơi nấy thôi. Celestial General. Đồ. Đồ mẹo chiên mạnh dữ ta em. Hạng 4 luôn. Quá gắt. The forces of Nankao can... Được đúng không? Mẹo chiên hạng 4, Triệu Minh thêm hạng 5. Trời ơi, phe nhà mình mạnh quá luôn. Xung quanh toàn những đồng minh mạnh không thì sợ gì ai đánh. Thế là mình được nằm giữa luôn ấy. Nằm giữa cho tụi nó bảo vệ mình. Đó là chỉ việc đi lo, đi chinh phạt thôi. Ở nhà không phải lo. Leader in the Celestial Blacksmith. Gen. Consume. Tôi hỏi con này skill tree con này nên nâng vào điểm hướng lãnh đạo solo hay gì hả? Thì đó, nâng như mọi khi thôi. Thì cứ đường xanh là cứ nâng tới trước đã. Nâng cho tới khi nào mà lấy được Lightning Strike, lấy được hồi giảm hồi quân 9%, lấy được cái chiêu cuối hồi giảm hồi quân thêm bao nhiêu 6%, 9% gì nữa. Đó, để xong hết đó đúng không? Xong rồi tiếp theo sẽ là lấy những cái skill chấn phái của nó. Xong những mấy skill chấn phái hết rồi đúng không? Xong mấy cái chấn phái hết thì bắt đầu tôi mới suy nghĩ tới cái việc là mình sẽ lấy theo cái hướng búp quân, búp cho quân hoặc là solo vậy á. Mà thường là tôi lấy dòng đỏ để tôi búp lính, còn solo mà thấy dòng hay hay, thấy cái hay thì tôi mới lấy. Này nó tướng nào cũng vậy mà, này nó có mấy chiêu phép hay á, chụp lưới thì hay nè, cây siêu chụp lưới hay nè, này chơi phép hay ạ. Chụp lưới xong thả sau chổi hoặc là thả cái bàn tay, con này đánh phép luôn hè. Ghê rồi, chiến vậy đánh như đây thôi còn biết chơi phép nữa. À, xong rồi sẽ lấy cái dòng này trước, dòng trấn phái của nó trước. Lo này xịn, lấy búp quân hơi phế hả? Ừ. Lấy mấy cái đường này ngon hơn nha. Lấy mấy cái phép ngon hơn nè. Phép mình có con này đứng đánh phụ nữa rồi. Xem dòng chấn phái đi ông. Ơ à. Cooldown giảm 20% tới tất cả các spell. Nhưng mà nếu mà đi cái dòng spell thì bị overlap với lại con Mulan đang trong quân luôn, thì mình sẽ có hai đứa cát phép là hết mana mất. Control cộng 5. Nộp. Ngoại giao. Nộp. Upkeep giảm 30 khi ở đất của mình. Cam di chuyển từ đất của mình đi là từ cộng 30. Hồi quân cộng 5. Cái này là lấy hết được mà đúng không? Lấy hết được, lấy hết thôi. Đây nè, lấy cái hero cap trước này để cho lấy mấy con hero đi dò đường. Xong rồi, thế này là phải chơi phép rồi, spell intensity cộng 50 lận mà. Spell intensity cộng 50 thì mình chỉ cần lấy mấy cái chiêu mà muốn xài thôi chứ không cần phải lấy hết đâu. Cái chiêu nào mà combo thôi, ví dụ như lưới này dẹp đi, rồi lấy mấy cái chiêu Baxi thôi, xong rồi chúng ta sẽ chuyển thẳng qua bên hướng này luôn. Chụp Blossom Wine, Blossom Wind chiêu này Law of Jin, còn cái này là Law of Heaven. Cái này là Law of Yin. Đó.
Mulan sau tách ra cho phò lọc phụ cũng hợp lý, xong rồi kiếm một thằng nào melee nhét vô đấy là hợp lý. Mình sẽ cân bằng lại, sẽ không có bị overlap. Chúng rảnh Patsy will up the dragon leadership cộng 4 effect thủ thành. Thành lấy cái chiêu này không có cần. Thủ thành thì không cần, thủ thành thì lấy phép, nâng phép thủ. Lấy cái này, xong rồi lấy cái này. Lấy cái này. I was born to wield it. Rồi. Ha ha, cái con này nó muốn chết rồi. À, tôi có tiện nó rồi, tôi đánh nó luôn không? Nhân đà nó đang ở đây thì mình đánh nó luôn, chứ không thôi nó lại chạy mất. Tại vì tôi cũng đang muốn đánh nó mà. Thằng này thì bỏ qua một bên đi. Dark Elf. Cruel and deadly. 110, như vậy là đạo quân đó là đạo. Nó có đội này thôi, phục đám nửa đạo nữa là hết. Nó có một đạo thôi, nó có một đạo thôi. Với lại hai vùng đang đánh nhau với con Blue Viper. À đấy, đánh đi, đánh chứ không đánh. Đánh chứ sao không, nó không đi được nữa mà. Đang không đi được. Nấu Eye of the Emperor. End this paltry threat. Thì Lewer có cần tuyên chiến không? À, nó không có đánh nhau với ai hết. Có một đối tượng mà tôi nghĩ mình có thể tuyên chiến gián tiếp được. Tên này. Welcome, Outlander. What brings your kind to these parts? Nó còn đang bận đánh bọn kia nên nó không có rảnh nó qua đánh mình. Nó không có qua nó đánh phụ với mấy thằng đắt eo cho mình. Mày push. Thế thôi. Tự mình chiến trước vậy. Này cho AI control đi. Cho đỡ rách việc. Những cái rừng núp vô chúng tôi tụi nó bắn nét hết. Very well. Không có nhiều rừng nhưng mà có cái khoảng này cũng ok rồi, từ đây đánh qua được thôi. Ui giời, thoải mái đi. Thoải mái đi, không có sao hết. Lên xịt cho nó hai phát trước nè. Trời ơi, biết sao không, tôi còn cái này nữa mà. Trời ơi. Cho hai đạo ra thôi là tụi nó chết hết bao nhiêu đứa rồi. À, khen. Ôi lại còn cái này nữa cơ. Là ba đạo cả thảy luôn ấy. Mình có cái này rồi cơ à. Cái này ở cái skill nào tôi quên rồi, nhưng mà mình đã có rồi. Dụ tụi nó tới. Like a winter storm, they will fall.
Con này có ngựa rồi đúng không? Trời ơi, đi, có ngựa rồi, hay quá, có ngựa rồi. Ngựa rồi, quá đẻ luôn. Trời ơi, có ngựa rồi thì phải ra đây. Ngựa rồi, phải lên trước chứ. Nè, kế hoạch sẽ là thả một con ra, dụ tụi nó lại, xong rồi cho con này thả phép nó chết một đống. Xin lỗi, mình đánh trong rừng được. Lượm được đội nào hay đội đó chứ. Rồi, tụi mày đâu ở đây? Tụi nó phải chia quân qua đánh bọn kia nữa. Solo. Thích thì solo. My elixirs are ready. Master of meteor winds. Sorcerer of secrets. Quân nó bị phân tán ra hết trơn rồi. Mình cứ tà tà mà đánh thôi. Chết nè, 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 chết nè. Hết nè. Chưa chết, gần chết thôi. Chiếu nữa. Hàng tướng nó mà chết là quân nó mất hết nhuệ khí liền. Chắc là tao đã tới lúc thẻ này ra rồi. Lùm xác liền. Ủa cái này xài được nhiều lần không? Ngon vậy. Ủa cái này xài được, xài hoài được luôn ấy. Tướng bên đây còn toàn quân không. Đuổi G-Sack.
Nào, xông lên. Đây là Black Egg Corsair. Là lính thủy đánh bộ tụi nó đó. Hay là chúng ta còn gọi là lính thủy đánh bộ. Chạy lung tung hết, dồn dồn vô lại nè. Ai đánh xong rồi thì dồn lại. Em đánh nhau tí nè. Cái này nó có đánh theo đội hình vậy. Ví dụ buông cái này ra thì nó không đánh theo đội hình nữa. Nó chèn ra, nó chèn lên nó đánh. Thì mình sẽ đánh được nhiều hơn. Còn cái gì ở đây nữa, đuổi luôn. Biến rồng. Đám này vô tầm bắn rồi, làm sao mà chịu nổi với lại cung của mình. Xong, xử xong đám kia hả? Nhắm lên đây. Lúc mà biến rồng là lên được 639 dam, 6854 defense attack, đánh phép xuyên giáp. Ok. À đây vậy là còn hút máu nữa chứ, trời ơi. Vào bên này. Mấy anh chơi Warriors này thủ chắc lắm. Bộ binh không làm gì nổi tụi nó đâu. Quên gọi bọn này ra đánh chứ. Ok, đuổi theo, truy kích.
chắc phải đánh thêm trận nữa cho nó chết hẳn. Nhiều bọn, nhiều con còn chạy thoát quá. Ở dí nó mát nè. À ha. Trời ơi, đánh nhau vậy thương vong tối thiểu và diệt toàn quân luôn. Có thanh kiếm hồi máu quá đã luôn. Đánh không mất máu luôn. Ở vậy là còn có chạm mã đao. Ở cái cây ổng đang cầm ấy là chắc là cây chạm mã đao ha. Đồ power reject, cái này cho con Mulan cầm. Chó sói level 3. Chiêu này trừ giáp, còn chiêu này cộng giáp, cộng 60 giáp. Keeper of Wuxing. Master of the Meteor. Đập thầy này luôn cho nó xong luôn đi. Giết xong con ọt nha anh. Ok, xong rồi. Đấy. Chấm dứt. Ồ, ngon ngon. Cái đợt trước tôi chơi đấy là đâu có lính RR đâu. Thế là đâu có lính tím đâu. Đợt này chơi là mình có lính tím là mình có lợi thế hơn nhiều so với cái đợt trước chơi mèo chiên Trạ Minh rồi đó. Đợt này bắt đầu có lính này xài, có tiền là cứ mua xài thôi. Xong rồi, rồi có tình hình quan hệ với thằng Lằng à, có vẻ ổn ấy, để mình tiến xuống phía nam đúng không? Thằng này nó cũng đang bận đánh nhau với đứa khác rồi. Nếu mà trade được nữa thì tốt. Không thì thôi. Xuống mở cái mỏ kim cương á hả? Mỏ kim cương của tụi này mà. Bây giờ xuống đánh cái đảo, lấy cái đảo rùa bên đây nè. Đánh thẳng xuống lấy cái đảo rùa. Thousand Mall quá. Cái đảo rùa bây giờ của tụi này. Trời ơi, nó có 4 vùng luôn. Tôi phải đánh thằng này trước. Xuống đánh bằng đắc eo trước. The Celestial Command. A change from my scrolls. The Emperor's architect. Check the siege provision. Đi đâu đi đâu? Bảy bảy. Cathay's forces. Nhắm nhí vậy chứ? Mất tên của anh ta. Trước anh không mở sớm, market chiếm rồi, bẩn mồ sao mở sớm được. Đánh con ọt có rảnh được tin nào đâu. Xong rồi giờ mới đánh, mới xong con ọt. Thì giờ chuyển qua đánh đắc eo thì nó lấy mất rồi. Cái vùng đó tụi nó ngay đất của nó qua nó chiếm cái một nó dễ lấy hơn rồi. Ông ơi cho tôi hỏi trò này có việc khóe không hả? Không bạn. Trò này không có việc khóe. Let us then. Đi ra đây. Đừng có vớ vẩn. Về đây xong rồi bắt đầu xây cái nhà. À ha, xây cái nhà pháo trước. Pháo này với súng. Tôi chơi pháo, tôi súng như là tôi xây một cái nhà này đủ rồi. Còn cái nhà này là nhà tuyển mấy con sư tử. Một con sư tử bằng ngọc với lại một con sư tử bằng thép. Con này nó có disrupt. Guardian Shield.
Trên đó thì có mấy cái xe vũ trinh với lại cái bọn người tượng. Chỗ này thì chưa quan trọng lắm, mình cần pháo. Pháo trước, pháo bò trước. Rồi nếu mà có tiền thì chơi cái này Sky Jones. Pháo bò với lại không quân, với lại pháo, với lại súng. Cái War Room là nhánh nhạc Astronomancer. Chống chiến trường hả? War Room nào ông? Ủa xin combat. War Room trong cái nào vậy? Ây da, cái con kia cắn đau á. Dragon. Warriors for the Empire. Kiểm tra sức mạnh này coi. Ôi trời ơi, 185. Còn cái thằng kia là thằng cái này đắc eo. Ủa thằng kia đắc eo mà mình cũng chưa nhìn thấy. Nó chưa xuất hiện trên bảng. Đó là cái con luyện thú đó, đúng không? The Thousand Mile. Thằng luyện thú mình chưa nhìn thấy nó này. Rồi luôn này. Bữa trước tôi chơi thằng này thì phải Legion of Asgard. Hay là một trong ba. À phải, bước trước tôi chơi thằng khác, thằng màu đen. Thằng này là quân đoàn đỏ. Kệ. Rồi. Có thêm một bức tường nữa chắn bên phía tây. Quay xong chưa vậy ta? Unitime 5 tên, ok. Tiền 94, không có tiền để mua thêm. Rồi, enter. My functionaries are at your disposal. Được luôn anh ơi. Cái con kỵ binh rồng của bọn này không mua à? Có điều kiện thì mới mua chứ. Mẹ lại tụi mày có điều kiện thì mua tầm 2 con, tụi nó check bonus mạnh 24 con, nhưng mà nó không có đông. 24 con đủ sức hút rồi, đủ hút bay hết. Con đó thuộc dạng mạnh cơ động. Nhưng mà nó không phải ưu tiên, tại vì mình cần ưu tiên quân phải nòng cốt, phải là pháo súng trước đã. Con đó thì có thể đợi sau. On to command. Magistrate. Thì chó hả? Chơi luôn. Ngựa thì sợ gì chó. Ui. Kẹt cứng rồi. Rối loạn. Glory awaits.
Ông chưa xem review unit Cathay đợt này à? Dạo này đợt này đang bận với lại con chiến con Baldur's Gate với lại nhiều cái khác á, nên là cũng chỉ xem sơ sơ chứ không có xem kỹ được. Thì nó có thêm mấy con mới thôi mà, con sư tử cái con quẹ thôi hết rồi, còn con nào nữa đâu. Đợt này Cathay có con Wardroom. Ồ. Chở cái trống đi búp xung quanh đó hả? Để chút coi, ủa Wardroom đâu sao bữa dầm dờ mà không thấy ta? Wardroom xây nhà nào? À hay là phải xây cái nhà nó nói. Phải chiếm được cái vùng mà nó nói xây cái nhà thiên văn á, đúng không? Mới mua được con đó nhỉ. Nhưng mà tầm này mà có viên thiệu ở đây là mày chết rồi. Cái trống ở nhà pháo 3 à, để mình xem. War Room ngon lắm này. Học the same. Tiền. Tiền. Ôi, sao thằng này tôi chết rồi. Cái thằng nào thay bên đây vậy? Go tút thì thay cho nó thì cũng được, hoặc là mèo chinh đánh nó chết thì cũng được. À, đây là thấy rồi, thấy cái war room rồi. Addressable. Mutually exclusive with other war room. Nó búp mới là tác cộng 8. Búp tâm lý. 24 giáp, tầm hoạt động là 100m. Cái đứng trong đó là búp hả? À, nếu mà hai con trở lên là tăng Elemental Wind. Cái là có cái này là nó búp nó trùng lên được. Nó stack lên được này, đúng không? Mutually exclusive with other war room là nó stack lên được nhờ. Này nó kích hoạt khi có những đơn vị Jin với lại Giang ở gần nữa này. Leadership cộng 8. Rồi. 275 đồng. Mua tầm 1-2 con này là không stack được hả? Stack được sao nó ghi ra đây là Muto Only Exclusive với lại tất cả những cái War Room Ability là cái gì? Độc quyền hả? À loại trừ lẫn nhau. Thế là xài cái này là không xài cái khác được. Đó. Active Ability. À cái này là búp. Là búp một cái thôi. Ê à, chết. Cho mình đi tè phát nha.
Ủa sao nãy hỏi em đi mua chè nha, anh còn chè à? Hello, xin chào các bạn, mình quay lại đây. Lắc à, sao đứng hình? Đứng hình đâu? Em để đi tè mà. Ai, thoải mái quá. À, nãy các bạn bảo gì? Xem con RR à? Có chiêu gì nữa đây? The beat. Ngoài chiêu đó ra thì cũng vậy. Con này bị áp sát là chết. Máu ít. Máu cũng nhiều. Chung chỉ búp thôi, bị áp sát là chết. The Celestial Commands. À, ở đây nó có hai cái quest nữa. Ở mức level 8 ấy, thì mình sẽ có một cái quest để làm lùm cái giáp này. Ở level 12 thì có cái quest lấy cái giáp này, Dragon Fang. Thì lúc nào mà không đeo cái kiếm hút máu thì mình đeo cái kiếm này ha. À, còn cái ủa rồi nhiệm vụ nó đâu, bình thường nó phải là một cái mission đi đánh cái đội nào chứ mission đây là cái gì vậy? Áo giáp này gì occupy loot tray 3 vùng hả? Ôi chơi kỳ vậy, không đánh với đội nào. Governor, an executioner. Ừ, cái war room nó Jin với Giang luôn, đứng bất kỳ, nói chung là bất kỳ đội nào cũng được ấy. Đứng với đội Jin cũng được, đứng với đội Giang cũng được. Chắc sức mạnh này 182, đẩy mạnh lên thôi, nó đánh không mà mình nè. Mà nhà nó hơi xa, cho nên là phải đi nhanh mới tới. Tầm 2 tên mới tới nơi. 2 tên. Và cái bờ biển của nó là đi cái đường này lên, còn chỗ này là vách đá không có đi được. The Emperor's Architect. Đấy, nâng nhà lên. Skill này skill của giảm ambush. Được thêm ban cung nữa, xịn sò. Giảm kinh Jackson cost 80% cho Jin mà mất 1.500. Không. Lấy kênh này. Lấy chest bonus. Nhiệm vụ mới. Kiếm 3 province. Hiện tại mới có 1. Ui, thưởng. Ui, cụ bắp. Ok, nghiên cứu xong. Research 8 technology thưởng. Thưởng cái này, thưởng cái này với lại thưởng cái cần câu. Được. Câu set. Vừa giáp. Lấy cái row ha. Lấy cái row cộng 5. Income từ công nghiệp. Cộng 15. Even now. We learn. Through me. War room đi kẹp với bọn cận chiến đời cuối ngon. Ừ, ngon. Ngon mà. Đi cái đường nào vậy? What?
Anh đi cái đường bên đây à? Nạn cao xây dựng sao mà ôi cha 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 cha. Có súng rồi nè. 10 unit trong thành. Thêm 8 nữa. Bay thôi. Nhiều quá. Trời ơi, thành cung không à. Nó mà ra nó đánh thì ngon. À, thằng này không có đang tuyển thêm lính. Cứ cho là nó tuyển thêm lính đi thì nó cũng được khoảng 20 unit, mình cũng nhiêu đó. Iron Hell hơi khó xài à. Mua hai con thôi, chơi giống như bên đợt trước chơi bên Empire, chơi hai con đủ rồi. Hai con nhưng mà lực không ấy. Ôi ôi. Hai con nhưng mà bắn ghê lắm. Đợt này mấy cái vùng phụ là bỏ nhà đi rồi ấy, nên là đánh ngoài đồng không ấy. Để mà cái đợt mà tôi chơi Empire là mấy cái vùng phụ nó có xây nhà, mình cứ chơi súng vô bắn à. Nhau với chuột à, không liên minh với ai hết. Để tầm hai con thôi, để bắn nhau mấy con, bắn với mấy con quái vật. Cho captain vô này. Đứng đằng sau ấy, mấy con nào to to mình bắn qua đầu được mà. Bắn quái vật. Hem of Discord. Win 10 battle with any hero character. 7 rồi hả? Thắng 10 trận mà có một con hero. Tắc này. Master of the Meteor Winds. Lên vây thành ở này không cho nó mua quân này. Vây cái thành này bây giờ mua đó, mua cái này trước. 10 tên. Vây đi. Ít nhất là phải lụm được, ít nhất phải lấy được mấy cái Six Tower cái đã. Nếu mà muốn bắn qua bộ binh thì phải tạo kẽ hở với cái hàng bộ binh Iron Hell đứng đằng sau bắn. Ừ, đơn giản mà. Mà mấy con nào mà cao cao á, cao cao to to thì đó là quốc hẳn luôn. Phải có súng mới bắn mấy vật được. Hello, chào Thông Đạn nha. DLC này bán rồi em. 396k nếu mà mua từ bây giờ. Còn nếu mà đợi tới sau game nó ra rồi mới mua thì sẽ mắc hơn 10% nữa. À, vùng Trung Quốc cũng rộng quá ta. Thầy ông skip Iron Hell, đợi nhà ba, lấy hai đạo Grand Gunner Snipe Lock hay hơn nè. Ờ cái đạo đó thì bắn xa hơn nè. Đạo Grand Gunner hình như bắn xa hơn. Đó, ông này ông khoái mình lắm mà, cả hai. Bởi vì cả hai đều là gọi là những con người đi chinh chiến xa cho nên là phải dựa vào nhau thôi. Hai người là đi viễn chinh hết mà cho nên là phải dựa vào nhau. Marcus. Genbo dịch ra tiếng Việt có phải là nguyên bá không anh em? À, dịch ra là Viên Thiệu nha bạn, Viên Thiệu xuyên không vào Warhammer.
Mission issue tại một lo. Ok. Ông mất hai con này là chắc là tôi cũng ngồi tôi bắn ô tô luôn ấy. Quân nó đang chết dần dần rồi, vài lượt nó chết hết, vài lượt là mình ô tô được rồi. Cần phải tới, cần phải chờ tới 10 lượt. Gì trời. Cả thay cứ xài bow thôi, lấy hai đạo Grand Gunner Snipe lọt đó hoặc Monster. Ừ, chơi hợp lý. Đánh tay thành nó thôi anh, đừng auto. Ủa sao các bạn? Tay chỉ cho lâu. Auto là mình ngồi đó mình hồi một hai tên này nó cũng đầy thôi mà. Đi đâu mà vội. Thêm một con này nữa. Gia nhập vào đàn buôn. Control cộng 6. Roll. Đang roll đi. Nhà này đi ha. Đang ở mức này. We are in need. A dragon stands with you. Tới đâu rồi? Ok rồi đó. Lụm thành hai. Không chết ai chứ? Death by my hand. Expanding harm across the world. Vậy là chết. Dragon. Nó bắt đầu nhìn thấy tụi kia chưa? Thousand mail. Đất to mà yếu gì? Đất to mà hạng 160. Thế nên mình qua mình đẩy phát một thôi xong rồi. Còn có một mình nó thân cô thế cô ở đây mà nó còn đánh nhau với bọn thằng lằn nữa, nguyên đám thằng lằn đây nó ùa qua ăn này. Cái đồ nó không cho tự do xây nhà nữa, nó bắt buộc phải xây nhà dinh gian. Đâu? Eye of the Emperor. Chỗ nào nó bắt xây dinh gian đâu? For Cathay. So much to tầm này hồi tí xong. -3, -9 với lại cái này nữa là -6. The Celestial Command. Division. Governor. Cái gì mới không? Executioner. Đấy, ngồi đó nghỉ ngơi thôi, chỗ này được 263 đồng nữa. Chỗ vừa xây có nhà dinh rồi, nó khóa nhà dinh cho xây dinh. À đúng rồi, đâu có được xây hai cái, xây một trong hai thôi. Trời ơi, mấy cái nhà này thì chỉ được một trong hai loại thôi. Cái này cũng vậy, chỉ được một trong hai nhà thôi. Còn cái này thì xây được hết cả hai. Cái này hình như xây được hết cả hai. Còn cái này thì chỉ xây một cả loại thôi, chứ nó không cần, nó không có bắt cân bằng. Nó không có bắt mình phải cân bằng âm dương. Xây được lại zin không á? Được, nhưng mà phải xây ở cái chỗ khác. Xây ở hai sentinel thì xây được, xây ở đây xây được, mỗi nhà một xây một cái. Ở cái vùng này xây cái này rồi thì không xây được cái kia nữa.
nhưng mà vẫn xây được cái khác, ở vùng khác thì vẫn xây được cái giang này, xây cái viên rồi vùng khác xây được cái giang. Anh cân nhắc là mua thêm một con nữa bỏ vô nhà. Tiền giờ ông bỏ nhà đó đi là không xây được các loại nhà zin khác đó. Ok. Mountain Eater chết. Roll cộng 5. Mission này success rồi, 3000. Thưởng cho cái này. Đeo vô. Giảm 10% upkeep cho tất cả những đơn vị này mà hơi bị ngon nhỏ được. Investment in the future. À làm sao, tức là trong một cái khu định cư như thế này là mình phải xây một cái âm một cái dương đúng không, một cái âm một cái dương, rồi một cái yin một cái yang, chứ xây hai cái là không được phải không. Ok, này là đổi qua nha, đừng có bấm để tăng control, tăng roll, có tiền xây lên. Ngoài kiểm tra cái bọn trên này rồi, lâu lâu mình phải kiểm tra tụi nó. Tình hình vẫn friendly, ok. Thanh ngủ. Thanh ngủ ấp trứng. Hay là là sinh nhật kỵ. Ngủ ai đánh đâu. Ấp trứng bán. Cái vùng đó là cái vùng an toàn nhất. Không ai đánh. Short long victory condition đó là gì hả? Nãy đó, nãy mình nói là nó là victory condition là mình phải xây được hai cái nhà astromantic relay building. Hai trong bốn nhà nó nằm ở đây này, một nhà này, hai này, mình đang tiến tới cái nhà đầu tiên. Cái nhà này thì chút nữa trở mặt quýnh nó là xong. À, còn long victory thì chiếm 4 cái, short victory thì chiếm 2 cái. Chiếm xong rồi xây cái nhà landmark ở đó, ở cái vùng đó nó sẽ có cái nhà landmark riêng của cái phe này. Ôi ôi quá trời. Hình như có một cái ở Weijin, nếu ông Confederate từ Skeletio Loyalist là xây được. Ủa sao lại có ở đó ta? Sao lại có ở đó được nhỉ? Cộng 200. Weijin à? Celestio Loyalist. Instrument of the Divine. Còn 3 vùng. On behalf of Cathay. Welcome.
mấy người này không chịu chơi mình à. The Empire. Gen, who calls? Nah. So. Celestial General. Đừng chơi gì thôi. Đâu? Wei Jin. Nó chưa chơi với mình cho nên là mình không có nhìn thấy đất của nó luôn. Chả biết Wei Jin ở đâu. Và nếu mà có thì nó phải xoay 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 nó sáng sáng lên. Tuyên chiến gián tiếp. Rồi. 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 Puppet. Trời ơi. Ba lần. Trời ơi. Tuyên chiến phát được 1000 mấy nữa. Vậy nơi. À đánh nhớ nói với đánh cả thằng đời nữa. Phải đánh cả hai đứa. Được luôn à. Lại có tiền xài nữa chứ. Úi dồi ôi. Còn vừa được chơi mà có vừa tiền xài nữa. Tiên chiến mồm đây. Quỷ chiến ở đây. À, cái danh sách nhà của nó thì mình không có xem được. À, có gì lạ lùng thác nước đẹp quá không? Wow. Và 10. Cái skill này để snipe tụi nó cũng được đâu. À, lấy mana trước đây. À. Cái này trước đi. Cái này để snipe tụi nó. The Jade Dragon. The Emperor's Architect. Trời, nuôi hai đạo mà lên được 1700 tiền rồi. Mấy cổng tường thành toan thoát rồi. Không sao đâu. Mẹo Trinh mạnh lắm. Action Destroy. Bọn Vampire Cole chết rồi kìa. Bị quân Cathay đánh chết hết rồi. Bây giờ Imperial Warden chết rồi. Phe này toàn Eastern River Lord. Hai phe Cathay toàn. Mission Abort toàn. Caravan. Ha ha. Lấy về được một cái cầu lửa. Lấy về được cái Luminac Land. Time is lacking. Governor, an executioner. Dragon. Quá hợp lý. Bắn được 4 lần luôn nhỉ. Bắn được 4 lần tha hồ dụ nữa. For Cathay. À, nâng nhà lên này, nâng nhà lên này, nâng nhà pháo lên này. Ủa đâu? À, cái này là ở đây. Thế thì chỗ này chỉ cần nâng một nhà lính thôi. Thế lại xây thêm mấy cái khác đi. Pháo xây đây cơ mà. Lên cấp 3 này. La bàn. Chắc là quay về đây thôi. Có hai hướng là quay Red Bastion hoặc là Celestial Lake thôi. Cái vùng khác chưa mở khóa. Eastern Riverlord. Chắc bị Neka hoặc Lockheed Phelps giết rồi. Oh.
Nghe cai. Cai bây giờ ở đâu đó bên đó hả? A celestial commands. You are the glory of the dragon. Em này tụi nó có tuyển quân thêm không? Dragon Master. 81. Kinh đấy, này đánh về Borderlock, quân nó lên trên bờ rồi. Quân nó không có ở đảo đâu. Yes. What? Chơi thì chơi rồi chứ không có ký mấy cái này. 1800. Thêm cargo. Rồi bây giờ là đi chuyến mới. Thằng này đi được 1150. Và đi đường nẻo tên. Trên này hơi nguy. Hướng trên này là có thể là bị tụi gì đó nó tấn công ấy. Bị tụi Chaos Warriors nó tấn công. Nên chắc là chắc tôi đi hướng này với con lùng trước đi ha. Để coi ra đồ gì. Cái đồ không đủ tiền luôn á. Đi lấy đồ trước chứ. Frozen Landing với lại Marine Bird, một trong hai cái đó hả? Ok ok ok. Hai cái này trước để dành tiền đi trade cái đã. Frozen Landing. Đây đúng không? Không, tiếng này hình như vàng mà. Tiếng đỏ nằm ở chỗ khác. Tiếng này đi ngang qua đây nhưng mà không bị dính cái chỗ này. Sáu tên. Master of the Meteor Winds. My functionaries are. Vĩ đại, bây giờ chấp yêu cầu gì là phải chấp nhận. Không dám kháng cự. Excuse me. I have calligraphy. Ha ha. Đám nào bên đây vậy? Nó đánh mình. Ở bên tay phải mình là vẫn còn đất của mèo chi đất của chèo mình bao quanh này. Như vậy là cái đám hồi nãy á, cái đám Easton gì nãy là bị thằng này đánh, bị thằng này giết chết. Ui ui nó mạnh hạng 2 luôn ấy. Loki giờ khỏe vãi chưởng ha. Dead. Nó đánh có mình tôi à. Thế thì phải bổ sung thêm quân lực ở trong thành xe ngu thôi. The Emperor's Architect. Wins. 16 là không đủ. Chưa thấy quân địch đâu, chúng ta có hai tên để chuẩn bị. Ráng lên level 3 là xây được. Ráng lên level 3 đắp cái thành. Ráng là phải đắp cái này đúng. Cái này đi. Phá cái này đi, đắp cái thành lên. Bisman tới nữa kìa. Bisman đâu? Natural authority. Xa lắm. Ở đây hả? Governor, an executioner. Gãy đi, tụi nó còn xa. Keeper of Wuxing.
I crave. I understand there are important matters to consider. Rẻ. Chợ Minh là hạng 5. Rồi. Mình xin rớt xuống hạng 129 luôn, hết quân rồi. You stand before the Supreme Matriarch once more. 28. Instrument of the Divine. Mày có rủ ai quýnh được. On behalf of Cathay. Welcome. Zhao Ming. Continue working with me. Chỉ có Zhao Ming. And Shangyan will be a haven for you. Có Zhao Ming này có khả năng rồi, nhưng mà không có gì để mà đổi lại hết. Không có gì để đổi lại hết. À cha cha cha. Sorcery through me. The Jade. Còn 108 tiền. The Emperor's Architect. Cho một con lo lên chiếm cái sen vũ rồi bán lại cho nó. Cái sen vũ nhiều khi là bây giờ của tụi chuột hay là đám nào ấy. Chứ rồi. Để tôi xem, What honor you do me with this? Ancilla. Cần. Thêm một captain là Lazak chết rồi, trời ơi. Lazak bị Chảo Minh đánh chết rồi. Rồi, miễn nhiễm với lại tâm lý. Rồi, reset giảm thêm 10% upkeep là có thêm tiền. Governor, an executioner. Thì cái đường này đi. Đường này lên thẳng đây. Là attack và melee defense. Xong rồi, có cái giảm upkeep cho bọn Jin hay nè. Hết gian rồi Jin mỗi đứa 10%. Thế thì phải đi cái đường này. The pit. Bắt buộc phải đi đường này luôn. Bắt buộc phải đi ngang qua cái đường tăng tốc độ cho bọn chim. Welcome additions. Đó là mất 8 tên. Rồi. À, bắt đầu đi. Anh quân đi thôi. The Thousand Mouth. Nó bị hạng 90 và chủ lực quân của nó bây giờ là hẳn là bên nó đang ở chỗ này. Master of the Meteor Winds. Cha thay nhìn toan nhỉ, kiểu gì cũng mất nước. Đâu có dễ như vậy. Có Chảo Minh ở đây, Thiết Long ở đây cai quản vùng này. Dễ gì? Tiên Vũ. Cây vành đây nè. Tiên Vũ là của bọn này này. Sen ngủ là của bọn này đó đó đó, của bọn đó đó. Của bọn nó chứ còn cái gì nữa. Đó là của nó luôn, nó một vùng như thế này này. Hạng 122. Tôi không thể nào mà liều lĩnh tôi đưa quân đi được. Đó là bây giờ đang mua quân.
Ai còn 151 nước. Mua thêm một con súng nữa là đẹp. Ủa nhà. The dragon blooded. General. Mình lú. Kìa, bọn kia nó còn cách mình một vùng nữa thôi à. Nó đánh tới đây rồi hả? Khỏe vậy, coi thằng này là thằng nào, một thế lực mới, ủa khỏe vậy. Trước giờ tôi chỉ thấy là đắt eo hay là cái gì đó Empire lên hạng nhất thôi chứ tôi thấy bọn này lên hạng nhất nữa hả. Bring fire and hạng nhì luôn rồi. Hạng nhì mất cổng. Ồ, bụp 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 bụp. Mất ba cái cổng. Storm Dragon. Chà chà. Nhưng mà chúng ta vẫn còn niềm hy vọng vào Thiết Long. Vẫn còn hy vọng vào Thiết Long. Hả? Này qua nó lượm mất cái này rồi. Dragon. To the boats, brave mortals. Đi nhanh chứ không thôi đó lại lượm mất cái này nữa. By the way, water. Đảo rùa, một tinh nữa lên level 4 luôn. Một tinh nữa lên level 3. Thế là bọn kia thua là cái gì? Thua là sẽ rớt hạng đúng không? Thua rồi mà vẫn còn hạng 65. Thua rồi mà vẫn còn hạng 65 mà. Trade với là bọn này coi, trade với là... Trade được. Who calls? The Empire. Thằng này đang chiến, thằng này đang chiến với thằng này. You dare. Cứ để đó. So. Nhưng mà 13 điểm thì chắc là được nhiều tiền lắm rồi, có thể truy nữa. Ngàn tám. What? The Celestial Blacksmith. 8 thì chắc chắn ảnh hưởng gì với bọn này. Bọn này hơi tụt á. Giờ nó đang bận. Nó đang bận đánh nhau với lại bọn The Empire bên đây, nó xong rồi nó xử mình này. Nó xong rồi nó phá hiệp định nó xử mình này. Yes. Unflinching. You're a long way from home. Fearless. Keeper of Wus. Ngu. Ê, 1800 để đó nha. 8 để đó lực sao xây. It is good to see you. Nè, chơi nè đúng không? Nay qua chủ động chơi luôn. Được. Thế là đất mình lại sáng thêm được tí nữa. Tối nay có khi đánh xong được 50% mục tiêu chiến dịch đó nhờ. Gì? Ơ trời ơi, fight the ambush chứ. Mất 1000 đánh bọn này là có tiền nữa mà. Léo bô léo. Lượm tiền 1800 thêm 300 nữa, 2000 bỏ túi. Sát nhập kìa, đó, phải sát nhập vậy mới mạnh lên được, mới đánh được tụi nó, nổi tụi nó. Nhập có mạnh không?
này là chuột này, chết mồ. Chết. Warhorse. Tôi muốn tắt cái thằng Warhorse, tắt nó đi luôn. Đâu, mấy cái này trước chứ. I was born to wield it. Thương gia thì đâu cần cưỡi ngựa, ở tốn tiền. Strategize, mobilize. A worthy addition to my arsenal. I must hurry. I cannot delegate. Yeah, lượm cái đảo rùa thôi. Who calls? What? Được bốn. Must faced. Không, hồi nãy tôi chơi được với Marcus rồi. Up the overtime. Miao Ying. General. Celestial General. Lấy thích thì sát nhập đây, thích chết thì sát nhập bọn này, lấy đất bọn này đánh nhau với bằng Loki. Sorcery through me. Khoan, tuyên chiến gián tiếp chứ lại. Sorry. Đám đó là cái đám. Bow before Rakka. Này, tuyên chiến gián tiếp với lại Borderlocks. Armored in faith. Thì có thể tôi trade được với nó đó. The laws of chivalry demand I hear you. 1000 mouth. 5.7, ai chà. 5.7 không đủ điểm trade, nhưng mà có thể đủ điểm để mình ký cái này. Rồi, thêm 7.8. If needs must. Ông sáng nhập đi xong bán cho Trào Minh, cho Trào Minh nó đánh. Được không? Đúng, hợp lý. Là tôi coi cái vùng đất đó đã. Attention. Submit. Nhưng mà sáng nhập như vậy thì mình sẽ bị trừ điểm ngoại giao với mấy phe Cathay á. Không bán được thì mẹ. Nó có nối đất không đây nè, có bán được không ấy chứ. Nối như thế này là có nối không, là có nối đất không trên chuột dưới ấy, sợ không nối với Trà Minh. Nhưng mà đằng nào nó cũng mất thôi đúng không, thằng này là đằng nào nó cũng không giữ nổi. Vậy à, nó đang liên minh với Trà Minh. To thank our ancestors. Thử đi. Áo giáp. Oh yeah, áo giáp. Áo giáp này là mới đi trade của lùng về hả? Hemoglobin ability. Kháng đam 10% leadership. Tổng 20 ngoại giao với Cathay, được. Quest successful, à chiếm đủ á. Biết sao không? Cái quest mà nó kêu mình chiếm rút sạch xác ba vùng thì xác nhập thì nó cũng tính được 5.000 và được cái áo giáp. Celestial General. Attention. Trời, có đạo quân càng quá nhỏ. The Emperor wills it. Đạo quân này mang về được không? March with speed. Đạo quân nhìn xịn sò lắm, khoan từ từ. Tôi chỉ giữ lại những cái con mình cần thôi. I will not hurry the divine plan. Celestial General. Có nhà ngựa, có nhà đồ. No shame in being a civilian.
Rút hai con ngựa đi. We may not question your decision. We may not question your decision. Có thể là tôi giữ là tụi cung này thôi. Còn này tiền đâu mà mình nuôi đám này? Was there life but for dragons? Nothing personal, only logistics. 1, 2, 3, 4 con. Servant of the dragons. Chữ là chơi hết, không có tiền để nuôi hết á, nên là nuôi được một ít thôi à, không nuôi hết được. Leader of men. Rồi trở lại một cái vấn đề rất là quan trọng là xem có bán được không. Trời ơi, có bán được nữa đâu. Biết mẹ, có nói được đâu, nó đừng cái con sông này sao mà nói. Bán được đâu mà bán. Đây còn bị trừ thêm điểm ngoại giao nữa, xác nhập trừ 40. Xác nhập trừ 40. Như nó chưa tính thì phải. Như là nó chưa tính. Bán cho thằng chuột hả? Chuột nào đây? Thằng chuột đen đen hả? Ít xin. À. Bán cho người bên mình chứ lại bán cho con chuột cho nó đánh mẹo trên nè. Ai lại như vậy? It is mine by blood rights. A worthy addition to my arsenal. À đánh thằng Snitch đấy, nhưng mà đánh nó, thằng đó nó đang đánh với mèo chinh mà. Lấy cái con mà có cái con cầm kích đấy, combat. Này có nhiều cung hơn nhưng mà con cầm kích đi. Này có gì đánh quá to nữa. I must hurry. Ông hồi nãy rồi tôi chiến bọn này chưa trời. Armor. The laws of chivalry demand I hear you. If needs must. À, ok nè. Chơi luôn không? Chơi được không? Chơi được, chơi luôn nè. Must faced. Yes. Nếu ông không confess thì có tỷ lệ cuối tên Trạo Minh hoặc Miêu Trinh nó confess nó. À, như vậy cũng hơn thì cho tụi nó thủ đi, chứ còn đỡ hơn là rơi vào tay tụi chuột. À, mình đi mình lượm cái này cái nè. Đi chưa tới. Ui trời ơi, lên bờ. Lên bờ lên. Ừ. Tầm này phải đánh ngay chứ. Chờ đợi gì nữa. Đánh. Đánh xong cái này rồi thì mình sẽ kiểm tra xem cái landmark mà nó kêu mình xây là cái gì ha. Đây đi. Celestials. Ha ha, hay lắm, nó không có để quân ở trên cái tháp này.
Tốt thôi. Let us execute the will of the immortal emperor himself. The winds are mine to command. Shengyang, people! Seeking Cathay's foes! Shengyang sends us! An acceptable choice! Ôi, nhiều đồ chơi quá! Power ít vậy, có 24 à. Cái landmark nó xây xong hình như phải thủ tụi Lizard tấn công tới hả? Ờ hả? Nhưng mà phải xây xong đã chứ đúng không? Và chắc là tôi nghĩ là nó phải tới level, cái thành nó phải to nó mới xây được. Oh shit, bắn đâu vậy? Có khi biến người hay hơn. Biến người vô thời chết. Cái này nó bị lỗi gì đây? Lỗi gì vậy? Chết rồi, lỗi gì vậy? Không gọi quân ra được kìa. Dạ biết được. Quỷ. Lính chàng ra mà nghe như tiếng trực thăng ha. Trời ơi, ban đầu mình lùm được cái item gọi hai con Ancestral Warriors ra là mọi thứ nó nhẹ nhàng hẳn rồi. Tàn hết, gánh hết. Ờ bán ý, bán vô đó thoải mái. The celestial faithful.
Genpo! My elixirs are ready! Mà lên tường thành, đứng đây bắn què, càng đánh càng đầy máu. À, xong rồi lấy cái kiếm của Macaron nữa lại còn dễ nữa. Kiếm là dễ. Mình đã khỏe còn bơm máu nữa, ai chịu nổi. Đã khỏe còn hút máu. Gì bắn đây nhiều vậy? À. Bum. Trời trời trời, chết 4 người. Nào xem cái nhà đó là nhà gì, ở đây mới level 2 đâu, level 3 nhưng mà cáp cái nó xuống level 2 là cái nhà này level 3. Astromantic Relay, nhà này nó sẽ cộng hero cap cộng 2 cho Astromancer. Winds of Magic cộng 1, spell resistance 10%, all
armies. Enemy for who take umbrick upon building condition. Sau khi xây dựng sau nữa nó kéo tới quýnh. Hả? 19.500. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, 19.500. Đánh xong là phải có một đội quân bảo vệ chứ không thôi chỗ này mất 19.500 là tiêu. Ở đây có cái nhà lính sẵn rồi ha. Tranh thủ mua lại mấy con Jay Warriors Crossbow mới cho đội này. Và nếu mà tôi xây được cái đó thì mình có thể xây được cái la bàn. Tôi sẽ xây được cái la bàn qua cái vùng này. Nhiều vùng bây giờ nó bị khóa rồi. Chỉ xây được cái vùng này thôi. Tôi có thể xoay được cái la bàn qua cái vùng nông trang này đúng không? Nông đúng rồi, nông trang basin direct tutor eyes này. Eye of the Emperor. 6 3 lên 6. Upkeep chứ 6. Rank cộng 2. Rồi cái này trước chứ. Cáp tuyển quân cộng 2 và rank cộng 2. Tuyển luôn chứ còn cái gì nữa. Keeper of Wuxing. Bớt mấy con này đi tuyển luôn. Ở đâu bỏ con này. Khoan. The air is thick with murder. Một tên thôi là tuyển xong rồi. Xong. Sorcery through me. Jet Lion là Jin hay Giang đó không ơi. Jet Lion. Lion. Con này là Giang nhé, thì con kia chắc là Jin. The dragon blood. Ôi, 3.000 một tên luôn rồi. Giàu dữ. Nuôi được hai đạo quân còn được 3.000 nữa. Ruler of the central. Thằng này sắp chết rồi. Sắp chết rồi. My agents return. My oh my. Chủ gì đây? Enemy force level. Dragon Fang. Không rõ quân đó như thế nào nhưng mà quân mình bây giờ cũng chỉ level 12 thì chắc là chưa đánh nổi đâu. Thêm vài level nữa đánh mới được. Rồi và chắc là bữa sau mình lại chơi tiếp nha. Còn hôm nay thì chắc tôi tạm nghỉ tại đây. Chúng ta đã hoàn thành coi như là mới chiếm được một vùng này thôi chứ chưa có xây được nữa. Ok, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Chúc ngủ ngon.